Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chuyển máng đèn huỳnh quang 1S2 hoặc 0.6m sang máng đèn sử dụng đèn tiếp led T8 ha. Thì cách làm này áp dụng luôn cho các máng đèn sử dụng mạch chấn lưu điện tử, các máng đèn sử dụng chấn lưu cộng với con chuột á. Đây là những cái loại đèn thế hệ cũ ha. Hiện nay người ta đã chuyển hết sang có loại đèn sử dụng đèn tiếp led, với ưu điểm là nó tiết kiệm điện và giảm điện năng tiêu thụ, từ đó nó tiết kiệm chi phí khi mình sử dụng các bóng đèn thắp sáng hàng ngày. Thì các bạn quan sát trên đây nè, ở đây là hai cái phần chui cắm đèn ha. Đây là những vị trí hai cái chui cắm đèn dùng để nối vào cái đèn led T8 hoặc là cái đèn huỳnh quang á. Bên trong mạch đó là một cái chấn lưu điện tử ha. Đây mình sẽ tháo thử một cái bóng đèn này ra. Đây là đèn 0.6m ha. Đó, cái cách này mình để mình tận dụng những cái máng đèn trong nhà, mình chuyển hết qua cái đèn tiếp led T8 để nó tiết kiệm điện hơn, và đồng thời mình đỡ cái chi phí phải mua những cái máng đèn cũ như thế này. Đối với những cái máng đèn mà nó sử dụng cái ba lát loại cũ á, kết hợp với con chuột á, thì mình cũng làm tương tự ha. Ở đây nó dùng ba lát điện tử. Đây các bạn tháo ra. Nói chung á, bên ngoài nó bán những cái máng đèn này á, mình nếu mà mình sử dụng số lượng nhiều á, mà nhà cho mình mà vẫn còn cái máng đèn tốt á, thì mình tận dụng lại, mình không cần có đi mua. Đây là cái con ba lát điện tử, chấn lưu điện tử. Nè. Ở đây các bạn nhìn thấy nó có ký hiệu V1, V2 á, là mình nối vào cái nguồn 220V AC ha. Dây nóng như nguội. Còn cái chân số 3, số 4, số 5, số 6 là từng một cặp dây này sẽ nối vào cái chu đèn, nối vào hai bên chu đèn ha, nó nối theo cặp vậy. Cái đây mình sẽ tháo ra. Mình tách hai dây. Để mà nhanh á, thì các bạn có thể lấy kềm á, mình cắt luôn ha, cắt bỏ. Còn ở đây á, mình có cái mỏ hàn á, mình xả hết chân ra. Cái cách đấu nối hoặc là cách sử dụng á, cái máng đèn cũ khá dễ dàng ha. Nói chung không có gì quá khó. Đây mình tách từng cặp dây của nó ra. Thì đối với một chu cắm đèn á, nó sẽ có hai đầu dây ha. Rồi, đây là cái con bản lề điện tử cũ. Mình bỏ, mình không sử dụng nữa. Mình chuyển qua sử dụng đèn led luôn. Sau khi mình đã tách hai cái phần đầu dây của chu đèn á, thì mình được như thế này, là một cái chu cắm đèn á, thì nó sẽ có hai dây ha, tương tự. Rồi như vậy á, mình đã làm được khoảng 50% rồi.
cái phần còn lại mà là mình đấu dây ra thôi. Là cái phần chui cắm đèn á, thì ở đây mình lấy hai dây của một chui cắm đèn mình nối chung với nhau ha. Cái chui bên đây nè, mình sẽ nối chung với nhau hai chui này. Có nghĩa là hai cái tiếp điểm bên cái má bên trong bên này nè, nó sẽ nối chung với nhau. Thì các bạn có thể cắt một bên cũng vậy cũng được, nhưng mà theo mình đó, mình nên để hai dây này, tại vì nó trong trường hợp mà tiếp điểm kia nó bị oxy hóa gì á thì mình có cái tiếp điểm phụ bên đây nữa, là tiếp điểm hai cái tiếp điểm của mình á, nó đảm bảo hơn ha. Mình nối chung hai dây này. Ngoài ra mình nối như vậy á thì cái dòng tải của nó sẽ mạnh hơn. Tùy một dây á, nhiều khi một dây á khi mà dòng lớn á, nó chảy dây ha, nên mình sử dụng hai dây luôn. Tương tự cái chu bên đây mình cũng làm, mình cũng nối hai cái đầu này vô. Để mà test đèn á thì mình dùng một cái dây, thì các bạn ở nhà mình có thể thiết kế nối vào một cái CP hoặc là cái công tắc. Ở đây mình có một cái dây cắm vào cái ổ cắm và có một cái công tắc ha. Rồi mình sẽ luồn vào phía dưới này. Cái phần lỗ bên đây á thì mình có thể xoắn lại. Mình đo cái chiều dài nè, sao cho nó nối đến cái phần ngắn nhất á. Rồi các bạn làm cái vút chỗ này lại, để mà khi mà mình kéo dây á, nó đỡ bị sụp ha. Mình xoắn 2-3 vòng. Đó, trong trường hợp mình vô tình mình kéo á thì nó không bị bung cái mối hàng mối nối đây nè, lấy đi cho nó cố định ở phần dưới này. Còn cái phần trên đây á mình nối từng nhóm một. Rồi mình lấy cái băng keo cách điện á, mình cuốn lại ha. Cuốn chặt lại. Đảm bảo cho không bị rò rỉ điện ra bên cái máng. Thì cái máng của mình nó bằng nhôm. Mặc dù bên ngoài á nó có phủ một cái lớp sơn á, nó có cách điện một phần này. Nhưng mà mình nên cách điện bằng băng keo cho nó an toàn hơn. Đó. Tương tự cái đầu dây bên đây mình cũng nối vô. Rồi, như vậy đã xong ha, khá đơn giản. Với cách nối này thì hai cái đầu đèn này nè sẽ là hai cái dây AC 220V vào, có nghĩa là một đầu nóng một đầu nguội, lép nốt đó. Rồi mình nhét dây cho gọn vào thôi.
Đó, lưu ý mình nên làm một cái gút chỗ này nè, để cho khi mình thao tác á không bị kéo xúc xích cái dây này, để mà làm bung cái mối dây này, mối hàng á, mối nối. Sau đó mình lấy cái nắp mình đậy lại thôi. Khá đơn giản, khá đỡ dễ dàng. Nói chung ở nhà người lớn tuổi là hay phụ nữ đều làm được ha. Mình chuyển từ cái máng đèn huỳnh quang cũ sang cái đèn tiếp T8. Tại vì hiện nay mấy cái bóng đèn mà huỳnh quang người ta không dùng nữa. Thứ nhất là nó sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Và cái thứ hai cái công nghệ của nó đã quá cổ lỗi thời rồi. So với đèn led nó sẽ sáng hơn ha, và nhiều lựa chọn cho mình. Thì những cái đèn led tiếp led á, nó có một số loại đèn màu nữa. Ngoài cái màu ánh sáng vàng, ánh sáng trắng á, nó còn màu xanh, màu tím, màu cam gì đó. Thì mình có thể mình lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình. Đó, ở đây mình chỉ cần lấy hai cái dây có một chuôi đèn mà nối chung với nhau và nối vào cái nguồn AC 220V. Cái việc đấu dây này khá dễ dàng. Mình khuyên các bạn là mấy các bạn nên để luôn nha. Tại vì hai cái dây này nó nối vào hai cái tiết điểm bên trên nè, nối với chuôi đèn thì mình nên để luôn. Chứ nhiều bạn mà cắt một dây thì nó sẽ có tiếp điểm tiếp xúc chứ có một cái thôi. Nói chung là hai cái này, một cái càng tiếp điểm càng nhiều càng tốt ha. Còn bên trong cấu tạo của đèn tiếp led T8 khoảng 0.6 hoặc 1.2m thì ở đây hai cái chân đèn nè, nó sẽ nối vào cái bo nguồn led driver. Bo nguồn led driver này nó thiết kế ngay cái đầu đèn luôn. Đó, như trên tay mình đó, có một cái đèn tiếp led của điện quang nha. Thì cái cục nguồn led driver nó nằm bên trong này luôn nè. Mình khi mình tháo ra nó nằm dính trong đây luôn. Thì trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa nguồn led driver. Mình có tháo cái bo nguồn led driver bên trong cái đèn này ra nè. Thì các bạn có thể xem các video cũ để tham khảo ha. Còn ở đây mình nói sơ qua cái cách đấu nối đó, là cái dây nóng và dây nguội của nguồn AC 220V đi vào nó sẽ vô hai cái đầu đèn này nè. Rồi từ cái đầu đèn này nó nối vào cái bo nguồn led driver. Trong cái bo nguồn led driver nó sẽ có hai cái đầu ra cộng trừ để cấp nguồn cho cái thanh led. Đây là một cái thanh led bên trong cái đèn tiếp led T8 ha. Thì ở đây mình chỉ cần cái xem cái cách đấu nối của nó thôi, là mình nối hai cái đầu dây này nè, nối vào nguồn AC 220V, sao cho cái nguồn AC 220V đi vào cái chuôi đèn á. Đây nè, nó sẽ tiếp xúc với cái hai chân cắm đèn tiếp led T8 để nó đi vào cái bo nguồn led driver bên trong cái đèn này, rồi nó cấp nguồn cho cái thanh led, cho thanh led nó sáng ha. Như vậy cách đấu nối này khá đơn giản. Đó, mình nhắc lại là mình chỉ cần kết nối hai cái chuôi đèn mình nói chung với nhau và nối vào với những dây nguồn AC 220V ha. Không cần phải qua cái ba lát như những cái đèn thông thường, đèn huỳnh quang thế hệ cũ á, không cần xài ballast ha. Tại vì ở bên trong nó có cái nguồn led driver nó nuôi cái thanh led này nè. Rồi cuối cùng mình chỉ cần đấu nối vô thôi nè. Các bạn chỉnh cho cái
cái khe này á, nó thẳng hàng ha, hai bên luôn. Bên đây mình cũng làm tương tự. Một số bạn á, làm cho cái khe này nó bị lệch á, thì mình chỉnh lại ha. Đó, mình giả sử như cái này nè, nó xoay như vậy á, là nó không thẳng hàng. Thì mình dùng cái đuôi đèn á, mình xoay lại cho nó thẳng ha, cho dễ mà dỗ dễ vô. Đó. Đó, như đây nó đã thẳng hàng rồi. Mình chỉnh cho hai bên thẳng á, rồi mình thả cái chiều dọc hai cái chân cắm này nè vô cái khe vừa thẳng. Rồi sau đó mình xoay nhẹ là được. Đầu bên đây. Kéo vào đầu bên đây tương tự luôn. Đây nè. Rồi. Hai tay mình lấy hai đầu á, mình xoay cùng hướng nha. Ví dụ mình xoay vào phía trước hoặc là phía sau. Đó. Nó khớp vô ok. Vậy là xong ha. Rồi mình tiến hành mình cắm vô bộ nguồn, mình test thôi. Đó, ở đây là mình đấu nối vô cắm ha. Rồi mình cấp nguồn cho nó, cắm vào nguồn AC 220V. Sau đó mình bật công tắc thôi. À, nó sáng nè ha. Đó. Chỉ bằng cách đấu nối đơn giản, mình đã tận dụng được những cái máng đèn xài cho những cái đèn huỳnh quang cũ. Mình chỉ cần mua cái bóng tiếp letter 8 thôi. Đối với những trường hợp này á, nó có khá ưu điểm. Khi mà mình muốn thay thế cái bóng đèn huỳnh quang thông thường bằng cái đèn loại đèn T8 này. Nhất là đối với trong những cái trường hợp mà những cái cục ballast này á, nó hư ha, nó bị chập mạch, nó cháy, thì mình tự tin mình bỏ hẳn cái cục này luôn. Mình chỉ cần mua cái đèn tiếp letter 8, không cần phải ra ngoài mua cái đèn mua cái chấn lưu điện tử nữa, và mình thay thế. Đó, mình bỏ luôn cái này. Mình chỉ cần đấu nối theo cái sơ đồ. Và mình mua thêm một cái bóng đèn T8 nữa là ok ha. Đảm bảo được quá, khỏi phải sửa chữa nhiều. Cái đây là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á là mình tiết kiệm điện hơn vì sử dụng những cái bóng đèn LED so với đèn huỳnh ha. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.